Thôi có tí xíu vậy thôi. Dạ, để tí xíu. Chúng ta mà hề sầu xí á. Cái tóc của bài cô gái bán sầu riêng. À. Thằng Vũ là Vũ Tổ. Chưa có gì tổ tổ thôi. Mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng? Hai chân trắng em bán em. Em đây bán trái sầu riêng, nhưng em không bán thịt. Mày. Em bán sầu riêng cho tình duyên em không bán. Em e thẹn trả lời anh rồi đưa anh đi thăm vườn sầu riêng cho thôi tóc em bay. Theo con bướm trắng lượn quanh mặt. Em mời gia đình mình ăn kem dừa đặc sản có thể cho biết đi ạ. À. Một cây chỉ có 10.000 mà làm từ nước cốt dừa ngon lắm ạ. À. Cái này là kem dừa gì vậy? Đậu đỏ gì đậu xanh? Dạ. Đặc sản nơi đây à? Mang kem không kìa? Dạ. Chụp hình đây, chụp cho hộ một tấm thôi, lấy máy này dạ. Chụp. Dạ em mang chị dễ rồi. Cảm ơn. Em bán sầu riêng mà. Xin tiền kem em đi ạ. À. Em không bán tình duyên. Dù cho má thăm vai hò. Rồi. Cây 30.000 đúng không chị? Cây dạ, có rồi con. Thôi. Mỗi năm em bán sầu riêng, nhưng em không bán tình duyên. Dù nay đây giấu xung quanh, em vẫn còn đi bán sầu riêng. Ký tên ngay buổi sáng nha. Chưa đưa rồi. Qua phố rộn rộn cảnh phố rộn rộn. Lát lát đi lát. Khi xe thì gọi giá. Tránh mai lòng già hững hờ để đợi để chờ cho cô gái bán sầu riêng. Bún này cho xí bún kia lèn chặt đấy. Có bún ra đâu? Bún. Đâu có bún đây. Bí hô hô phơ mi. Bún sẽ. Chị để cái kinh doanh gửi các bạn thấy sơ quê mà. Thôi đâu để đâu con. Từ từ nha, rồi cảm ơn.